Hi, chào cả nhà, mình là Mai đây. Ở phần trước thì mình và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về định nghĩa gạo đất này và những lợi ích mà nó mang lại cho cơ thể chúng ta. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Nhưng mà gạo đất ý, khi mà chúng ta sử dụng không đúng cách hoặc là chúng ta chọn phải nguồn nguyên liệu mà nó không đảm bảo, không an toàn thì nó sẽ có những cái tác dụng không mong muốn. Vậy thì những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng gạo đất là gì? Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau tìm hiểu. Mời mọi người uống nước lần hai nhé. Mình hay uống trà gạo lứt thay cho gạo thử cho nước thường. Tại vì uống quen rồi thì khi uống nước mã không nó sẽ nhai mồm nhai miệng không uống được. Từ nãy khi mình và mọi người cũng cùng nhau đã tìm hiểu hết về những cái lợi ích mà gạo lứt mang lại. Tuy nhiên thì nếu mà sử dụng không đúng cách hoặc là chúng ta mua phải những loại gạo không rõ nguồn gốc xuất xứ thì nó cũng sẽ có hại cho cơ thể. Thứ nhất, gạo lứt nhá, khó ăn. Khó ăn không phải vì mùi vị của nó đâu mọi người ạ, nó thơm lắm nhưng mà nó có lớp màng cám ấy nên là nó sẽ nhai, nó sẽ cứng hơn. Nên là khi mình ăn gạo lứt ấy thì mình bắt buộc phải nhai thật kỹ. Người ta nói rằng ý, nếu mà để mà nhai một miếng gạo lứt thì mọi người nên nhai 100 lần. Nghe thì nhiều đúng không ạ? Thực ra là kể cả ăn gạo thường thôi, mọi người có thói quen đó là ăn nhanh và nhuất vội. Cái này không hề tốt cho tiêu hóa của chúng ta đâu ạ. Tại vì khi mà chúng ta nhai càng lâu ấy thì cái tuyến nước bọt của chúng ta tiết ra càng nhiều thì sẽ có trộn càng nhiều enzyme, thì khi xuống đến dạ dày ấy, dạ dày nó sẽ chỉ phải làm việc ít thôi và nó sẽ bớt hại cho dạ dày thì tất nhiên là cơ thể nó sẽ khỏe hơn rồi. Cái lý do tại sao mà mọi người đi ăn nhiều, đặc biệt là ăn nhiều thịt và protein, mọi người no nâu và mọi người khó chịu đầy bụng, tại vì thịt nhiều thì dạ dày phải làm việc nhiều. Thì cái gạo lứt này nó cũng như vậy nhé mọi người. Gạo thường ấy thì người ta cũng đã khuyên là mỗi người nên nhai một miếng à, ít nhất là 20 lần, còn tốt nhất ấy, thì có thể là 40-50 lần cho một miếng. Nên là ăn gạo lứt và nhai khoảng 100 lần thì nó cũng bình thường thôi. Mọi người cứ thử ngồi nhai mà xem. Ngày trước mình bị đau dạ dày, mình ăn một bát, miệng bát chứ. Gạo lứt mình ăn một miệng bát con thôi nhá, mà mình ăn phải hết 15-20 phút chỉ ăn gạo lứt với vừng thôi nhá, chứ không ăn thêm cái gì đâu đấy. Mình người phải chú ý nhai kỹ nhá, vì nhai không kỹ thì mình không hấp thu được nhiều dinh dưỡng đâu, thì nó rất là phí. Mà thứ hai nữa là dạ dày là phải làm việc nhiều ấy. Và ăn gạo lứt thì mọi người tránh việc ăn quá nhiều, tại vì nó sẽ no lâu hoặc là cũng có thể gây ra đầy bụng này, khó tiêu với những người mà có dạ dày ăn được kém ấy. Chú ý nhá. Khi mà mọi người thổi cơm gạo lứt ý, thì sẽ có hướng dẫn là ngâm, phải ngâm gạo trước. Tuy nhiên là ngâm gạo thì cũng nên ngâm theo những gì mà nhà sản xuất khuyên dùng nhé. Hoặc là mọi người cũng có thể tùy theo cái việc kinh nghiệm mình thổi cơm, nhưng đừng ngâm lâu quá. Tại vì trong quá trình ngâm ý, thì nó có thể sẽ bị mất dưỡng chất. Nên là mọi người tránh ngâm quá lâu và tránh vo quá kỹ đấy nhá. Vo kỹ thì cái lớp màng trấu này, nó màng cám nhầm, mình xin lỗi, màng cám này nó đi hết rồi còn đâu. Mà cái tốt thì ở cái màng cám đấy, nên là mọi người có thể rửa sơ qua thôi, đừng vo kỹ và cũng đừng ngâm quá lâu, nhớ nhé. Như mình đã nói vừa nãy thì ở trẻ sơ sinh hay trẻ nhỏ thì cũng chưa nên ăn các loại hạt gạo lứt trực tiếp như thế này, và những người mới ốm dậy thì cũng như thế nhé. Mọi người hạn chế là ăn ngay gạo lứt mặc dù nó rất là tốt, tại vì khi mà mình ăn gạo lứt hạt lấu lên như thế này trực tiếp ý, thì nó sẽ gây áp lực lên cái hệ tiêu hóa, nó sẽ không tốt cho cơ thể đâu. Mọi người có thể ăn các loại thực phẩm từ gạo lứt, ví dụ như là cháo gạo lứt, hoặc là ăn các loại ngũ cốc bột mà có chứa gạo lứt
Như thế thì sẽ tốt hơn cho cơ thể chúng ta. Sau khi phục hồi thì chúng ta có thể ăn gạo lứt như bình thường. Người ta cũng cũng có cái khuyên dùng cho phụ nữ mang thai không nên ăn gạo lứt, hoặc là những người bị tim mạch không nên ăn gạo lứt. Thực ra thì gạo lứt không phải là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này, mà là do những loại gạo lứt mà khi mà được sản xuất công nghiệp ý, thì nó rất dễ mất đi cái lớp màng. Khi mà nó dễ mất đi cái lớp màng này thì nó sẽ không có tác dụng, nên là người ta hay dùng chất arsen để có thể giữ lại lớp màng này. Và cái chất arsen này thì nó lại là một chất mà cực kỳ có hại cho những người mà bị bệnh tim mạch hoặc là phụ nữ, nên là có những nơi người ta cũng khuyên dùng là không nên ăn ở phụ nữ có thai hoặc là những người bị bệnh tim mạch. Nhưng mà rõ ràng vừa nãy mình nói là tốt cho tim mạch đúng không ạ? Vậy thì mọi người có thể chọn những loại gạo lứt ở những nơi mà người ta có kiểm nghiệm, có chứng minh là người ta không có chứa arsen, thì mọi người có thể hoàn toàn ăn bình thường, không vấn đề gì cả. Ở những người phụ nữ mang thai thì tại sao lại không ăn nhỉ? Khi mà nếu mà cái gạo lứt đấy nó không có chứa arsen thì khi mà mình bổ sung được thì sẽ càng tốt, vì nó sẽ giúp mình giảm cả táo bón cơ mà. Khi mà mình có bầu ấy, bầu mình lớn thì mình sẽ nó sẽ chèn vào đại tràng của mình, dẫn đến mình sẽ bị bệnh táo bón đó. Hoặc là do mọi người thay đổi về cái nội tiết tố này, mọi người dùng thêm sắt này, dùng thêm canxi này, ăn nhiều chất đạm hơn này, nó cũng là những nguyên nhân mà dẫn đến táo bón ấy. Vậy thì mọi người có thể lựa chọn gạo lứt nếu nguồn gạo lứt của mình yên tâm, không chứa arsen nhé, thì nó sẽ rất là tốt cho mình, sự tăng cường tốt cho việc tiêu hóa này, chống táo bón này, mà lại còn tăng cường nhiều vitamin khoáng chất thiết yếu cho cơ thể này. Khi đó mình cũng sẽ không phải ăn thèm ăn quá nhiều nữa, sẽ giảm được nguy cơ tiểu đường này nữa. Ta-da! Vậy là vừa rồi thì mình và các bạn cũng đã tìm hiểu sơ qua được về gạo lứt này, định nghĩa gạo lứt là gì rồi, và những cái tác dụng cũng như là những cái lưu ý, những cái chú ý khi mà mình sử dụng gạo lứt rồi. Gạo lứt thì nó là một cái loại ngũ cốc nguyên hạt có rất là nhiều dinh dưỡng. Mọi người có thể sử dụng tăng cường và thường xuyên. Để mà thấy được cái tác dụng của nó thì không thể là mà ăn ngày 1, ngày 2 mà sẽ có tác dụng được luôn đâu. Mọi người phải ăn đều đặn và ăn trong một thời gian dài thì mới nhìn thấy các cái lợi ích, những cái tác dụng nó sẽ mang lại cho mình. Chúc mọi người rồi mình chia sẻ thì nó sẽ giúp ích cho mọi người trong việc sử dụng gạo lứt, và mình có thể tìm được một nguồn gạo lứt mà yên tâm để mình sử dụng được là tốt nhất. Chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe. Bye bye.